rồi hai cái chuyện bạn đinh lãnh chùa Quan mà ghép xong ra, chùa Quan mà ghép xong ra. Thank you.
một mối tình ngang trai sẽ đi vào cõi chết hôm nay. Đầu thèm mà giấc mơ yêu, đắm hồn vào mộng liêu trai, để yêu em được trong lòng, không ngăn cách bởi tiếng thôi. Cảm ơn chị nhiều.